Vâng, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư hiện tại thì đang giờ giao dịch của phiên ngày thứ uh, ngày thứ tư uh, và thị trường hiện tại thì đang rất là nóng. Chính vì vậy nên Hồng Lê sẽ làm một cái bản tin ngắn để uh, uh, cho tất cả anh chị em của chúng ta có một góc nhìn tham khảo về uh, xu hướng thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay và các phiên giao dịch ngày tiếp theo. Thì kết thúc bản tin tuần thì chúng ta đã ra bản tin video số một 58 có phân tích và đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 7 đến ngày 11 tháng 6. Và tại cái bản tin đó thì Hùng Lê đã có phân tích cho các anh chị các cái điểm test của phái sinh ở vùng 1490 và sau đó là ở vùng 1470 và chỉ số VN30. Chỉ số VN30 của chúng ta cũng như vậy. Đầu tiên là chỉ số này sẽ test lại vùng 1490 ở đây các anh chị. Đó, sẽ test lại vùng 1490, Mình sẽ đưa cái này sang đây. Đó và sau đó thì chỉ số này sẽ test lại ở biên 1470, 1470. Thì các anh chị em của chúng ta cũng thấy ở trên cái biểu đồ của VN30 thì trong phiên giao dịch của ngày thứ hai, phiên đầu tuần thì chỉ số này đã chạm vào biên trên ở vùng 1470 đến khoảng vùng 1472 ở đây, chính là thời điểm này ở khoảng tầm độ 13 giờ. Và sau đó thì chỉ số này có một cái điểm long lên. Và kết thúc cái phiên giao dịch của ngày thứ hai thì phiên giao dịch ngày thứ ba ngày hôm qua thì sau khi chỉ số này chạm lại tức là đây là vùng hỗ trợ đầu tiên thì nó chạm lại vùng kháng cự ở đây thì VN30 tiếp tục bị mất mất đà và nó test lại biên lần hai và sau khi nó test lại biên lần hai ở vùng 1470 điểm đây thì à, chỉ số này đã bị mất và sau đó thì nó đã bị rơi rất là mạnh đã bị rơi rất là mạnh À, đối với chỉ số vn30f1m cũng như vậy, à, cái dự báo đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta dự báo về vùng 1490 nó sẽ test lại và trong phiên ngày thứ hai thì đã test thất bại và điểm test sâu nhất của phái sinh ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai chúng ta thấy rằng là nó test lại vùng 1.473 điểm là rất sát với cái vùng 1.470 ở đây và đến uh, sau đến cái phiên giao dịch của ngày thứ ba thì chỉ số này quay lại và nó test lại lần hai thất bại vùng 1490 chính vì vậy nên sau khi thông thường các cái mốc hỗ trợ kỹ thuật sau khi mà nó test lại vùng này Đó nó bị thất bại thì nó sẽ bị đạp về Cái vùng hỗ trợ tiếp theo 1470 Và mỗi chốt vấn đề nó cũng đến trong phiên giao dịch ngày hôm qua Khi mốc 1470 bị phá Thì ở đường của chúng ta đã bị rơi rất là mạnh Và bản thân thì Hùng Lê cũng đã chuẩn bị những cái kịch bản Những cái kịch bản mà phân tích ở trong cái phiên uh, giao dịch Ở trong cái phiên giao dịch của ngày uh, Ngày hôm qua Thì ông đã có những cái đánh giá về khả năng Về cái sóng xê chỉnh uh, Sóng xê chỉnh nó Đây Ta sẽ xem lại Trong cái kịch bản mà chúng ta phân tích Về 1470 Và phái sinh Ở đây và đến 13 giờ 37 phút ngày mùng 7 tháng 6 thì hùng lê tiếp tục có đánh giá về chỉ số vn30 và chỉ số phái sinh khi mà vn30 quay lại vùng kháng cự một 1490 đây trở thành vùng kháng cự ngắn và dự sẽ bị sọc lại thì chính là cái điểm sọc của phái sinh ở đây các anh chị điểm sọc của vn30 khi mà chỉ số này quay lại vùng 1490 ở đây trong cái, tại cái thời điểm đó là hùng đánh giá lúc đó đây này 13 giờ 37 phút ngày mùng 7 tháng 6 Uh, và và cùng với thời điểm đó thì Hùng có đánh giá rằng Nếu như mà cái điểm sọc của VN30 và Phá Sinh Mà quay lại vùng 1475 đến 1470 uh, là ổn Còn nếu cái vùng này mà bị phá vỡ uh, Thì cái xu hướng nó sẽ hình thành cái sóng xê chỉnh Và cái sóng xe chỉnh này sẽ đi về đâu Thì sóng xê chỉnh này xảy ra Thì Phá Sinh sẽ đi về vùng 1450 đến vùng 1455 điểm uh, Thì các anh chị cũng có thể thấy đây Đây là sóng xê chỉnh đã hình thành sau khi mà VN30 chính thức bị mất vùng 1470 điểm ở đây và chúng ta có dự báo về một cái điểm hội tụ kỹ thuật của sóng xe chỉnh ở đây ở vào vùng khoảng 1445 đến 1450. Và chính thức cái mốc này thì trong phiên giao dịch ngày hôm qua và bộ đôi của ba chỉ hai chỉ số này thì cũng đã không giữ được, không giữ được và chính vì vậy nên là thị trường của chúng ta uh, tiếp tục có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật và trong buổi tối uh, trong buổi tối ngày hôm qua thì uh, thị trường rất là nóng chính vì vậy nên là ông đã có tiếp tục uh, đánh giá uh, đánh giá những cái yếu tố về thị trường vùng đã đưa ra hai cái kịch bản cho thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay và trong cái xu hướng tiếp theo kịch bản thứ nhất đó là kịch bản về xu hướng tích cực tức là đầu phiên ngày mai tức là phiên giao dịch ngày hôm nay thì thị trường sẽ bị uh, sọt mạnh và uh, sau đó sẽ có một cái cây nến rút chân của phiên giao dịch ngày thứ tư thì Uh, dự kiến Nếu hôm nay có cái nền rút chân thì phiên ngày thứ năm và phiên ngày thứ sáu thị trường có thể có hai phiên hồi tích cực và đấy là những cái phiên hồi đó sẽ là cái cơ hội để chúng ta uh, cơ cấu lại danh mục và những cổ phiếu nào mà chúng ta chưa chốt được của chúng ta sẽ chốt trong hai phiên giao dịch của ngày thứ thứ năm và ngày thứ sáu của tuần này đấy là cái kịch bản uh, đẹp nhất và tối ưu nhất còn cái kịch bản xấu đó là thị trường ngày hôm nay bị đạp và không có một cái cây nến rút chân ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay, tức là phiên giao dịch của ngày thứ tư. Thì như vậy là xu hướng của thị trường rất là xấu và kịch bản này xảy ra thì dự báo thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục có những cái điểm uh, về xấu, uh, điểm xấu ở phiên giao dịch ngày thứ năm và ngày thứ sáu. Uh, về xu hướng của thị trường chung uh, thì Hùng đã có đánh giá ở đây và uh, những cái đánh giá này thì chúng ta uh, vì sao nó lại có những cái việc mà thị trường của chúng ta chỉnh giảm sâu như vậy bởi vì do nhóm banh chứng khoán nhóm P đã bị chốt tương đối là tương tương đối là mạnh các anh chị và cùng với đó thì cũng có dự báo một cái xu hướng của thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay thứ nhất đó là vn30 dự test ở vùng bộ 1.420 điểm và cái vùng 1.420 điểm này của vn30 đây hiện tại thì thị trường đang long trở lại cái vùng 1420 điểm của thị trường VN30 ở đây có một ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với cái xu hướng à xu hướng của thị trường. Và nếu như cái vùng 1420 điểm tức là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thị trường tiếp tục đạp và đạp về vùng 1420 điểm và trong phiên thì có thể cho phép thủng nhưng kết phiên à, thị trường sẽ à, lo lại trên vùng 1420 điểm như vậy thì nó sẽ rất là ok. Và nếu như cái kịch bản này được xảy ra, được xảy ra à, đó thì à, nó sẽ tương ứng với kịch bản 1 tức là VN30 sọt về vùng 1420, có thể sâu hơn 1420 nhưng sau đó rút chân lên vùng 1420 và đóng cửa trên vùng 1420 thì nó tương ứng với kịch bản 1 của thị trường, tức là kịch bản tích cực. Còn ngược lại nếu như VN30 bị mất vùng 1420 điểm ở đây. Tức là sau khi nó mất xong thì nó không Uh, không 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 lấy lại được với vùng 1420 điểm thì khi đó thị trường của chúng ta sẽ rất là xấu và như thế thì uh, thị trường sẽ tiếp tục bị sọt lại bên này tức là nó có có thể có những cái điểm hồi phục ngắn ở đây và sau đó có những cây nến đè bẹp uh, cái vùng 1420 ở đây thì thị trường của chúng ta sẽ xấu và nếu như cái mốc 1420 không được giữ trong phiên ngày hôm nay thì uh, chúng ta sẽ thiên về kịch bản thứ hai đấy là kịch bản xấu cùng với đó đối với thời điểm hiện tại thì chỉ số vn30f1m của chúng ta Uh, cũng đang uh, có những cái điểm hội tụ về mặt kỹ thuật tức là trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì chỉ số này đã đạp thủng vùng 1420 nhưng sau đó đã rút chân lên cái vùng 1420 như vậy thì trong ngắn hạn chúng ta sẽ lấy cái biên 1420 làm cái điểm tỳ bật để chúng ta có thể đánh giá cái xu hướng thị trường trong uh, những cái phiên giao dịch sắp tới và đến thời điểm hiện tại thì phái sinh có thể sẽ chạm lại vùng ở đây là vùng 1450 thì ở Vùng 1450 sẽ trở thành cái vùng kháng cự ngắn ở đây và rất có thể là phái sinh sẽ đi ngang ngửa ở trong cái biên này Tức là chạm vùng 1450 thì nó sẽ sọt xuống và có thể chạm lại cái vùng sâu hơn ở đây là 1420 đến 1425 Thì chúng ta sẽ kỳ vọng trong phiên giao dịch ngày hôm nay phái sinh sẽ đi xây ngang nền ở đây và ổn định trên vùng 1420 Thì như vậy là xu hướng thị trường của chúng ta rất là ok Ngược lại nếu vùng 1420 bị phá cùng với VM30 Và không có một cái cây nến rút chân Tức là phá sinh cũng không đóng được trên vùng 1420 Thì lúc đó một cái kịch bản xấu hơn của thị trường có thể đến Đó là vùng 1380 à, Đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng à, nhóm banh đang uh, nhóm banh và chứng khoán thì đang có những cái sự phục hồi Và đang có cái sự thi đấu rằng co trong phiên giao dịch ngày hôm nay Đây là một cái tín hiệu uh, tương đối tích cực ở thời điểm hiện tại Để có thể kỳ vọng một cái kịch bản tốt Về một cái cây nến rút chân trong phiên giao dịch ngày hôm nay uh, Cùng với đó hiện tại thì nhóm dầu khí cũng đang có sắc xanh quay trở lại Ở thời điểm 10 giờ 30 phút, 10 giờ 24 phút ở thời điểm hiện tại như thế này uh, Thì uh, đánh giá về xu hướng thị trường chung Về kịch bản thị trường chung Thì chúng ta đã đưa ra hai cái kịch bản như vậy Kịch bản một và kịch bản 2 và căn cứ cái 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 tình hình thực tế trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có thêm những cái định lượng và những cái phân tích tiếp theo. Thì thì cũng chia sẻ với tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư thì hùng Lê đã có chia sẻ rồi, đó là thị trường của chúng ta thì luôn luôn biến động và À, trong cái sự biến động đó thì nó biến động hàng ngày à, theo cung giờ à, chính vì vậy à, chúng ta sẽ cần thêm à, sẽ phải luôn cần luôn cần có những cái thông tin à, phân tích cập nhật định lượng về tình hình thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch cũng như là các cái mã cổ phiếu và để được nhận để nhận được những cái cập nhật này thì ông lê cũng mời các anh chị em của chúng ta sẽ à, về đồng hành với team của ông lê tại công ty chứng khoán vvs à, mở tài khoản và tham gia đầu tư tại đây à, để nhận được những cái thông tin cập nhật sớm nhất Uh, nhanh nhất và trực tuyến nhất và những cái hỗ trợ tối ưu nhất uh, trong phiên giao dịch uh, bản tin ngày hôm nay bản tin ngắn để hùng view lại cái thị trường để cho các anh chị em chúng ta yên tâm trong các cái phân tích tiếp theo thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản điểm tin ngắn tiếp theo và có thể trong thời gian tới thì ngoài bản tin tuần thì khi thị trường chung có những cái biến động thì ông lê sẽ có những bản tin ngắn để giúp cho cộng đồng nhà đầu tư giúp cho anh chị em có những cái góc nhìn tối ưu hơn tốt hơn và những góc nhìn này là góc nhìn của cá nhân Hùng lê các anh chị có thể lấy làm tham khảo đó nếu chúng ta đúng thì chúng ta vận dụng vào cái phân tích của chúng ta nếu chúng ta cảm thấy chưa phù hợp thì chúng ta sẽ đi tìm những cái bản tin phân tích khác hoặc là những cái nhận định khác thân chào và hẹn gặp lại